Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Mùi trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những điều tốt xấu trong cuộc sống của mình, và cụ thể hơn thì giúp cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 1 âm lịch này biết được qua tháng 1 của mình thì sẽ có những công việc cũng như là những chuyển biến như thế nào về tình duyên gia đạo, việc học tập, và còn có đó là những lưu ý trong cuộc sống giúp cho chúng ta có thể xu cát tị hung. Phần tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 1 âm lịch này cũng được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, cho nên là các bạn hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm tử vi của mình trong tháng 1 âm lịch này nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, gỗ cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn và không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người trân quý. Thế nhưng đôi lúc bạn sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử, chịu thiệt thòi. Tháng này con đường học tập của người sinh năm 2003 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung, cố gắng. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên cũng nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên nghĩ vì rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mùi trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây ra chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ học tập, không giữ được sự tập trung khiến cha mẹ thầy cô phàn nàn. Ngoài ra áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Nếu đã đi làm, bạn sẽ đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối cũng chỉ bởi cái tính nóng này, không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử như một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to. Các quý bạn Quý Mùi mới bước chân lên ngưỡng cửa đại học, xa gia đình nên còn nhiều lạ lẫm, bỡ ngỡ, rất dễ bị dụ vào con đường đa cấp hoặc bị lừa đảo khi đi làm thêm. Bạn hãy giữ vững quan điểm, kẻ xấu không thể lôi kéo được. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Quý Mùi hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn, do đó bạn nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để bảo vệ làn da luôn tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, thay vào đó hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có cát tinh chiếu mệnh, sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa, tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những chú dê những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà không những đó còn lừa gạt thêm cả tiền. Càng là người mới quen càng phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ ngoài hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn trong tương lai sắp đến. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!